Xin chào các bạn đã đến với Dytrolab. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Watchdog, nhưng mà ở đây chúng ta sử dụng Windows Watchdog. Thì nó khác với Infinite Watchdog là cái system này, bộ timer này được sử dụng bên trong, nghĩa là nó sẽ cùng với cái clock chung với hệ thống của STM, chứ không phải là sử dụng clock riêng như là Infinite Watchdog. Cho nên là nó sẽ có những cái chức năng khác biệt so với Infinite Watchdog, là nó sẽ kiểm tra phần mềm, lỗi phần mềm bên trong khi chúng ta sử dụng lập trình. Thì ở trên đây nó cũng có giới thiệu. Thì nếu như mà cái bộ Watchdog Timer này nó bị lỗi, nó bị mà không được xóa, thì nó sẽ báo tràn và nó sẽ reset hệ thống. Thì do đó nó sẽ làm cho cái chương trình của mình nó tự khởi động lại. Vì vậy mà cái Watchdog này nó được sử dụng để mà kiểm tra lỗi phần mềm. Kiểm tra như thế nào thì chúng ta sẽ coi những cái feature nó đây. Thì cái Watchdog command feature nó có được lập trình bởi cái Dakota rerunning nè, rồi cái conditional reset, nghĩa là điều kiện reset là chúng ta sẽ phải kích hoạt cái watchdog này, và phải cái giá trị Dakota này phải nhỏ hơn 0x40 nè. Và tiếp theo, cái điều kiện tiếp theo là nó phải cái giá trị Dakota này nó phải ngồi cái vùng mà của cái window ha, cái window AT á. Và trước mình cũng có giới thiệu về con Infinite này cũng giống. Thì bây giờ tiếp tục. Rồi, ở đây mình đã có một cái chương trình viết sẵn từ hôm trước tận dụng lại. Mình sẽ vào System Core. Mình vào System ha. Ở đây sẽ có WWDG nè, và Windows Watchdog ha, Windows Watchdog trong Windows Watchdog đấy, nó cũng hiện lên nè. Mình chọn AT thì nó sẽ có những cái thông số. Thì bây giờ nó sẽ có những thứ này thì mình sao đây, có là Watchdog Clock nè. Thì mình sẽ coi thử những thông số này. 64 no value rerunning value 64 rồi recaller là bao nhiêu. Bây giờ không hiểu thì chúng ta sẽ quay lại mình coi cái tài liệu ha. Đấy, thì trong cái phần mô tả cái WWDG thì nó có mô tả như thế này. Nếu mà cái watchdog này đã được kích hoạt nè, cái WDGE bit đó, được cài đặt trong cái WDGCR register, là cái thanh ghi kích control đó. Thì khi mà cái timer, cái counter mà 7, counter 7 bit này nè, mà nó được giảm từ cái giá trị mà 0x40 nè xuống 0x7f, thì cái timer này sẽ bắt đầu nó reset cái toàn bộ hệ thống à, reset lại hệ thống à. Và hoặc là nếu mà cái phần mềm mà cái phần mà nạp lại cái counter nè, mà trong lúc mà cái counter này nó đang đếm mà nó lớn hơn cái giá trị mà để lưu trong cái thanh ghi window á, thì hệ thống này cũng bị reset luôn, nghĩa là nó sẽ tạo ra reset luôn đấy. Thì để cho cái counter này nó chạy hoạt động bình thường á, thì mà không bị reset á, thì cái application program á, nghĩa là cái chương trình chúng ta viết á, phải viết cái giá trị của cái thanh ghi WDGCR control á, cái control này nó phải ghi thường xuyên, phải ghi giá trị thường xuyên để mà để ngăn chặn cho cái hệ thống không bị reset đó.
thì cái hoạt động này phải được xảy ra chỉ khi mà cái counter này có cái giá trị mà nó nhỏ hơn cái giá trị mà trong trong cái window return value ha, và phải nhỏ hơn 0xBF thì nó giống ở trên lớn hơn thì dưới phải nhỏ hơn đó để không có hoạt động. Và cái giá trị lưu trong cái thanh ghi mà watchdog control á thì phải là nó nằm ở giữa là khoảng là 0xFF và 0x và 0xC0 ha. Đấy thì chúng ta sẽ coi cái hình 190 này nó sẽ mô tả như thế này ha, đó rất là chi tiết và rõ ràng. Bị tắt ha, bị tắt khi mà mình khi mà reset ha, thì nếu mà mình mà setting trong cái thanh ghi WWDG CR á, Regulator á, thì mình set cái bit này á, thì mình đã set cái bit này rồi thì khi mà mình reset á thì trở lại reset thì nó cũng không có mẹ đi à, những cái dòng này nó sẽ nói giới thiệu ngắn gọn là chúng ta để mà kích hoạt cái watchdog này thì chúng ta phải set cái bit WDGE trong cái thanh ghi CR ha. Đấy rồi control để mà điều khiển những cái down counter này thì chúng ta phải làm thế nào đây. Rồi đến cái phần quan trọng là giờ đã lập trình cái watchdog này nó chạy để kiểm tra cái chương trình mà bị lỗi á thì chúng ta sử dụng như thế nào đây, thì chúng ta sẽ theo cái hình này ha. Đấy thì cái công thức nó được cho nè và nó giải thích rất là rõ ràng cái thời gian mà timeout á của cái watchdog này á, nó sẽ được tính theo công thức là t bcl nhân 4096 nhân 2 mũ cho w, và cái bw này á này nó giải thích nè, cái t t này nó là bằng 1 chia cho 48, ở đây 48 này á, là cái giá trị mình đang cài đặt, còn muốn cài đặt thì mình đặt như thế nào mình có thể thay đổi số này. Còn cái trên này á là nó sẽ có giá trị từ 0 đến 3. Cái này là thông số free scaler nè. Đấy. Còn cái này là số nạp lại. 6301 là 64 đó. À, này tương ứng số mũ này. Thì scaler đây là 2 mũ 0 này, 2 mũ 1 nè, 2 mũ 2 nè, 2 mũ 3 nè, đấy. Thì scaler. Còn cái value này là 64. Rồi. Thì để ngăn chặn cái counter này nó không có bị reset á. Đây nè. Ngăn chặn cái này không reset thì chúng ta phải reload. Reload lại cái giá trị mà nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn giá trị trong cái giá trị window ha. Nghĩa là chúng ta phải cài đặt cái giá trị reload lại cái giá trị này nè. Nó phải lớn hơn. Nó phải lớn hơn. Ủa, nó phải nhỏ hơn cái gì? Giá trị window này. Cái này cái giá trị của thanh ghi Windows ha. Đấy thì ở đây cái hình mô 191 này nó sẽ mô tả, thì ở cái phần mà Event Watchdog Interrupt á, thì chúng ta không có xài cho nên ở đây mình cũng không xài nè, nên là cái giá trị mà cái ngắt thức dậy sớm á, không có xài. Thì ở đây nè chúng ta sẽ có cái hình này nó rất là minh họa, thì chúng ta sẽ cài đặt làm sao á cái gì giá trị counter á là giá trị mắc, cái là thời gian ha, thời gian t mắc nè, t mắc nè, t mắc. Còn cái này á, cái giá trị window á, là nó nằm trong khoảng này ha, nằm trong khoảng này
thì ta sẽ lấy cái giá trị min, t min, t min thì cái window thì bằng window, cái window này này nó phải bằng cái t max trừ t min đúng không? T min đấy, t min trừ t min đấy, thì chúng ta sẽ tính toán được cái giá trị recolor ha. Ta sẽ tính toán được cái giá trị đâu rồi, không phải cái này đây. Bây giờ sẽ tính toán được cái giá trị của Warhammer ở giá trị window value và giá trị v không v running nha, đọc là có thơ hả đấy. Rồi ở đây mình tóm tắt lại là nếu bây giờ mình muốn sử dụng trong cái QMS á, mình cài đặt những cái thông số như thế này, thông số của Wattdog, Windows Wattdog á, thì chúng ta phải hiểu được những giá trị window value và rerunning counter, đau counter ha. Thì cái counter này nó đếm xuống cho nên là nó sẽ đến từ 100, mà cái counter là 7 bit nên là nó giá trị max của nó là 127, nó sẽ đếm xuống tới 63 là giá trị 0x 0x3f nè, là 63. Thì đó, để mà chúng ta chọn được cái window này, chúng ta phải tìm được xác định thời gian mà min và thời gian max. Thì ta đã tính được cái window là bằng cái tmax trừ cái tmin ha. Để mà ta xác định được cái ngưỡng, thì tại vì cái ngưỡng window này á nó có chạy được hay không á là thì điều khiển mình mới reset lại được. Nghĩa là cái nó đang đếm á thì chúng ta có thể nạp cái giá trị lại để cho nó không có bị tràn ha, và nó reset hệ thống của mình. Nếu như mà nó nằm ở ngoài vùng, ví dụ nó để chạm mức 63 thì nó sẽ reset nè, hoặc là nó trong cái khoảng mà không phải, nó lớn hơn cái window, lớn hơn cái window thì nó cũng không chạy luôn ha. Rồi bây giờ mình đã ở đây mà cái tính á, đây mình cũng có tóm tắt lại cái điều kiện này, thì cái window này thực hiện khi thỏa mãn hai điều kiện, một trong hai ha, nghĩa là nó sẽ nhỏ, nó đếm xuống và nó phải nhỏ hơn 64 nè, nó là 63 ha, nó nhỏ hơn 64. Rồi cái counter này, giá trị counter phải lớn hơn giá trị của window đấy, giá trị counter phải đếm xuống á, nó phải lớn hơn giá trị window. Rồi nếu như đúng rồi, thì nếu mà chúng ta mà làm thời gian, nó thời gian của chương trình của software mình á, mà mình khai báo cái thời gian mà nó hoạt động á, mà nó bị quát cái giá trị trong cái khoảng mà window á mà mình không reset á, thì cái hệ thống mình sẽ bị cái MCU á, cái con chip mình sẽ bị reset ở hai cái ngưỡng này ha, cái ngưỡng này phải nằm trong cái ngưỡng này mình mới reset lại, mình phải nạp lại, bắt buộc mình phải nạp lại để mà cho chương trình mình chạy bình thường. Thì đây tóm tắt, và ở đây mình sẽ tính ra cái công thức, mình tính cái counter là bằng cái tmax ha. Tmax thì ở đây mình làm 150 nè, cái PWC là cái tần số ha. Thì tần số ở đây mình dùng cái này là 8 ha, 8 m đấy, này là 8 m rồi mình chia cho 4096, rồi chia cho recolor, thì ở này recolor là 2 mũ 3 ha, 2 mũ 3 thì tương ứng với 8. Thì trong phần mềm khai báo mình cũng có, đây là 8 nè đó, 8 rồi mình muốn ở đây là 150 thì mình sẽ khai báo với window value là bằng 100 ha, 100. Còn cái window thì mình sẽ để là 88,
Vì tại vì ở trong trong phần mô tả cũng nó cũng nói thẳng nè, tại vì cái giá trị window này phải là trong khoảng là 64 đến 127 nè đó. Còn cái router cũng vậy luôn ha. Đấy. Nó giải thích sẵn luôn nè. Khi mình set ở phía dưới cái window này rồi á thì cái running counter nó sẽ bị thay đổi nè. Nó phải được chạy từ 88 đến 127 nè, đó. Thì mình set là đúng ngưỡng. Mình sẽ tiến hành thực hiện ha. Generate code. Ở đây bây giờ mình kiểm tra dùng cái hàm delay này để kiểm tra cái watchdog ha. Thì cái phần phía trên á là mình sẽ khai báo cái một con led để mà chép tắt, để cho nó chép tắt đi. À, chúng ta con led một lần. Nếu như mà cái watchdog này nó không bị reset á thì cái chương trình của mình nó cái con led này sẽ sáng. Con led này sẽ sáng ha. Con led này sẽ sáng. Còn nếu như mà cái reset này là do cái phần cứng của mình là con led nó đang treo đang kéo về mà nó sáng ở mức không à. Rồi xong mình mới khởi tạo ha. Khi con led nó để chớp một cái xong rồi nó xong thì mình mới khởi tạo cái watchdog này lên, bật cái watchdog này lên. Thì trong cái thời gian đó thì mình lại hồi nãy mình có cài đặt á, thì cái thời gian mà mình muốn kiểm tra thời gian delay của mình á nó đúng hay không á thì mình sẽ kiểm tra từ 150 đến 50, thì mình ở đây 50 đến 150 thì mình set cái giá trị này trong khoảng là 50 từ 51 đi đến 149 trong khoảng này. Trong cái khoảng này thì mình có quyền được reset ha. Còn nếu như mà cái delay này nè mà nó ngồi vùng 50 đến 149 á mili giây nè, mili giây. Nếu mà thì cái delay này nó ngồi vùng á thì cái con chip mình nó sẽ không có reset được cái counter ha, không có reset được. Đúng rồi, không có reset lại cái giá trị counter. Cho nên là nó sẽ nó khởi động hoài hoài luôn, nó cứ khởi động hoài hoài, nó cứ chớp ngay ở chỗ này ha. Bây giờ mình sẽ load build ha. Phải có lỗi gì không? Rồi. Alo, bây giờ mình sẽ bắt đầu nạp thử ha, build ha, build node. Đấy, thì con led của mình đã đang sáng này, sáng ha. Đấy. Bây giờ mình giả sử mình cho cái giá trị của delay này mà nó cao hơn thì nó sẽ lỗi nha, nó sẽ nháy hơn liên tục ha. Ví dụ mình để cho nó là 180 đi,
80. Thì bạn thấy là nó sẽ đang nhấp nháy liên tục ha. Nè, cái con chip mình nó bị reset á, nó cứ reset nó quay lại nó nhấp nháy. Rồi mình giả sử cho cái giá trị khoảng là 30 đi. 30 đi. Đấy, thì nó cũng không có nằm trong khoảng đó thì nó sẽ nhấp nháy ha. Thì cái hình này nó sẽ mô tả rất là chi tiết, thấy là trực quan nhất ha. Là cái ngưỡng này á, đây cái ngưỡng này là cho phép refresh ha. Refresh là nạp lại giá trị counter để cho cái counter nó không, cái bộ timer này không bị tràn hoặc là không bị làm cho CPU reset. Còn nếu như mà nó ngoài ngưỡng này, nó ngoài ngưỡng đây hoặc ngoài ngưỡng đây thì mình không có refresh được, lúc đó nó bị reset rồi đâu refresh được ha. Ok rồi, cảm ơn các bạn. Một cái ví dụ về một cái cách giải thích có thể là nó hơi khó hiểu, cho nên là nếu các bạn nào mà không biết thì cũng nên thông cảm ha. Cảm ơn các bạn.